Chào mừng quý chị đã đến với kênh Trang Nhà Phố. Hiện tại em Trang đang có mặt tại một ngôi nhà rất là đẹp luôn. Ngôi nhà này cách đường biển Trần Phú của Nha Trang chỉ 500m thôi nha quý chị. Và ngôi nhà này là một ngôi nhà rất là đẹp luôn, có giá chỉ 4,2 tỷ. Ngôi nhà 1/3 tầng được thiết kế rất là hiện đại luôn. Bây giờ em mời quý chị cùng khám phá bên Trang nha. Ngôi nhà này nằm tại phường Vĩnh Nguyên của thành phố Nha Trang, trên cung đường Tân Trào, rộng 10m luôn nha quý chị. Khu dân cư rất là ổn định, an ninh rất là tốt luôn nha. Từ vị trí ngôi nhà mà đi ra cung đường Tô Hiệu chỉ khoảng 100m thôi ạ, nằm ngay sát phía sau của Học viện Hải quân Nha Trang nha. Và đây là về toàn cảnh phía bên trong ngôi nhà, không gian của phòng khách thông với phòng bếp và phòng ăn. Ngôi nhà có diện tích chỉ có 35,8m² thôi nha quý anh chị, nhưng mà khi mà được thiết kế theo cái phong cách như thế này á, nhìn vào rất là rộng luôn. Không nghĩ là ngôi nhà này có diện tích như thế đâu nha quý anh chị. Và các trang thiết bị nội thất trong ngôi nhà đều rất là hiện đại và xịn sò luôn nha. Vì là chủ nhà xây với mục đích là để ở, để dùng nên là toàn sắm những sửa những cái đồ rất là tốt luôn ạ. Đó, quý anh chị có thể thấy ở trên màn hình. Tất cả nội thất đều rất là đẹp luôn nha. Và ngôi nhà rất là mới luôn nha, mới ở có một thời gian ngắn thôi ạ. Mà bây giờ chủ đang có nhu cầu muốn bán lại. Đó, không gian của phòng ăn, nhìn chiếc bàn ăn rất là đẹp phải không ạ? Các trang thiết bị trong nhà đều là xịn sò hết nha quý anh chị, vì là chủ xây với mục đích là để ở. Một chiếc hồ cá nhìn rất là xinh xắn phải không ạ? Ngôi nhà được thiết kế 1/3 lầu, gồm 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, nói chung là đầy đủ công năng hết luôn nha quý anh chị. Ngôi nhà có hướng đông và có sổ sách đã hoàn công chuẩn chỉnh hết rồi nha. Và bây giờ thì em mời quý anh chị cùng ngắm nhìn nội thất, cách thiết kế trong từng ca gian phòng nha.
Vừa rồi là chi tiết phía bên trong ngôi nhà em đã quay gửi tới quý anh chị. Quý anh chị thấy ngôi nhà này như thế nào ạ? Với cái giá là 4 tỷ 2 cho một ngôi nhà 4 tầng có diện tích 35,8m2 và diện tích sàn lên đến 143,5m2 luôn nha quý anh chị. Một ngôi nhà rất là gần biển, cách biển chỉ 500m thôi nha, và xung quanh rất là nhiều các cái tiện ích. Nếu quý anh chị quan tâm đến ngôi nhà này thì xin hãy liên hệ cho em Trang theo số điện thoại em để trên màn hình nha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video tiếp theo nha.